Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thanh Hùng Futsal. Ở những video trước, chúng ta đã nói về cách lựa chọn giày đá bóng, cách phân biệt các cấp độ giày, cách xỏ dây giày, vân vân. Đó đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thoải mái và mức độ hài lòng của bạn sau khi bỏ một số tiền không hề nhỏ để mua cho mình một đôi giày đá bóng. Hôm nay, hãy cùng Thanh Hùng Futsal tìm hiểu một số yếu tố nữa cũng có tầm quan trọng không kém, thậm chí ảnh hưởng đến độ bền của đôi giày của bạn. Đó chính là cách vệ sinh và chăm sóc một đôi giày. Tại sao phải chăm sóc cho giày đá bóng? Đầu tiên, đó là vì đôi giày đá bóng là một món đầu tư đắt tiền, vậy nên bạn chăm chút cho nó một chút cũng không có gì lạ, đúng không nào? Tiếp theo, một đôi giày sạch sẽ, tinh tươm sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn mỗi lần ra sân. Hãy tưởng tượng bạn lên sân, mở túi ra và lấy một đôi giày vừa bẩn vừa bốc mùi. Lúc đó, việc xỏ giày vào chân bạn cũng chẳng còn sự hứng thú nữa, đừng nói gì là bước ra sân đá bóng. Ngoài ra, khi được chăm sóc đúng cách thì đôi giày của bạn cũng sẽ có tuổi thọ cao hơn, đồng hành với bạn lâu hơn. Và đôi khi, giày hiện tại của bạn vẫn còn bền đẹp, chắc chắn bạn sẽ đỡ tốn tiền mua thêm một đôi giày mới. Những dụng cụ cần thiết để chăm sóc và vệ sinh. Đầu tiên, bạn sẽ cần hai chiếc bàn chải, một chiếc có lông mềm và một chiếc có lông cứng hơn. Chiếc bàn chải lông mềm sẽ được dùng để chà sạch phần upper và thân giày, còn chiếc có lông cứng hiển nhiên sẽ được dùng để chà phần đế giày. Nếu cảm thấy cả hai là quá nhiều thì bạn có thể rút gọn chỉ còn một chiếc bàn chải thôi cũng được, nhớ là dùng loại có lông mềm. Khi đó, bạn sẽ dùng cùng một chiếc bàn chải để chà cả đế giày lẫn upper. Tuy nhiên, hãy nhớ là nếu đế giày quá bẩn thì tốt hơn hết, bạn vẫn nên chà nó bằng một chiếc bàn chải riêng chứ để làm bẩn lên phần upper. Tiếp theo, bạn sẽ cần một chiếc khăn sạch, hãy dùng loại khăn không bị đổ lông. Hãy tìm đến những cửa hàng bán dụng cụ lau rửa chuyên dụng hay những hàng rửa xe để tìm mua loại khăn lau rửa chuyên dụng tốt nhất. Về dung dịch lau rửa, bạn có thể mua những loại dung dịch rửa giày chuyên dụng hoặc sử dụng xà phòng bình thường cũng được. Giờ thì bắt đầu vệ sinh đôi giày thôi nào. Đầu tiên, hãy chùi sơ đôi giày dưới vòi nước sạch hoặc trong một chậu nước. Bạn nên chỉ giữ chiếc giày đang cần vệ sinh bằng một tay và lau bằng tay còn lại. Không nên ngâm hẳn cả đôi giày vào nước. Bạn nên hạn chế để cho đôi giày của mình bị ướt đẫm, vì như vậy có thể làm hao mòn lớp keo dán giữa thân giày và đế giày. Tốt hơn hết, hãy dùng tay hát nước lên giày và sau đó chà rửa từ từ. Có thể dùng bàn chải chà nhẹ phần upper và đế giày để tẩy đi những vết bẩn. Kế tiếp, sử dụng dung dịch tẩy rửa đã chuẩn bị sẵn, có thể là nước xà phòng pha loãng hoặc loại dung dịch vệ sinh giày chuyên dụng. Cũng giống như vừa nãy, hãy dùng khăn hoặc tay hát nước từ từ lên giày để vệ sinh, chứ đừng nhúng cả đôi giày vào trong chậu nước. Sau đó hãy dùng bàn chải có lông mềm chà từ từ phần upper để đảm bảo làm sạch những vết bẩn. Sau đó hãy chà đến phần đế giày, có thể đổi sang sử dụng bàn chải lông cứng hơn hoặc vẫn dùng chiếc bàn chải lông mềm khi nãy vẫn được. Với những đôi giày có upper sợi dệt rất phổ biến như ngày nay, nếu như kỹ lưỡng hơn, bạn hãy chà bàn chải theo một chiều nhất định. Việc này sẽ giúp phần upper sợi dệt đỡ bị tưa và giữ được độ bền lâu hơn. Sau khi đã cảm thấy chà sạch đôi giày đến mức độ ưng ý, hãy xả lại bằng nước sạch, dùng tay vuốt sạch lớp xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh còn thừa trên đôi giày đi cho đến khi bạn cảm thấy toàn bộ đôi giày không còn dính xà phòng hay dung dịch nữa. Sau cùng, hãy sử dụng khăn chùi sạch toàn bộ đôi giày. Hãy đảm bảo lau chùi kỹ để không còn dính lại quá nhiều nước trên giày nhé. Bạn có thể quay ngược lại đôi giày và nhúng phần upper vào trong nước sạch để xả cho hết xà phòng còn đọng lại bên trong. Lưu ý là hãy hạn chế ngâm phần đế giày xuống nước để tránh làm chết lớp keo dán như phần đế với upper. Đến đây thì có thể nói là bước vệ sinh giày của bạn là xong rồi. Rất đơn giản phải không? Đối với một số bạn kỹ tính hơn thì có thể tháo cả dây giày ra và chà sạch phần giày đi để đảm bảo giày của bạn trông sạch như mới. Nhiều người nghĩ rằng bước quan trọng nhất của việc bảo quản một đôi giày bóng đá chính là chùi rửa. Thế nhưng thật ra thì không phải vậy. Với riêng cá nhân mình, bước quan trọng nhất chính là phơi khô đôi giày của mình. Vậy, phơi khô như thế nào cho đúng cách? Hãy xem những lưu ý sau đây nhé. Không bao giờ cho vào máy giặt để vắt khô. Nhiều bạn nghĩ rằng đôi giày thì cũng giống như quần áo, ướt thì cứ cho vào lò giặt và bật chế độ vắt. Thế nhưng thực tế không phải vậy. Khi cho vào chế độ vắt của máy giặt, đôi giày của bạn sẽ bị xoay rất mạnh trong lò giặt để vắt sạch phần nước độc trong giày ra. Thế nhưng khi bị xoay mạnh như vậy, nhiều khả năng upper sẽ bị méo mó và biến dạng, nhất là ở những lỗ xỏ giày. Đó là chưa kể máy giặt vốn không có chế độ vắt giày, nên làm vậy không hề tốt cho chiếc máy giặt của bạn chút nào. Không phơi giày dưới ánh nắng mạnh chiếu trực tiếp. Hãy đảm bảo bạn phơi đôi giày của mình ở một nơi thoáng mát, có gió hoặc bật quạt càng tốt. Nhưng đừng phơi giày dưới ánh nắng mạnh và cũng đừng dùng máy sấy tóc để sấy cho đôi giày của mình nhanh khô. Bởi khi phơi giày dưới ánh nắng nóng hay sử dụng máy sấy quá mạnh, đôi giày sẽ trở nên rất nóng và vô tình bạn sẽ sấy khô ra các phần upper giày. Việc bị nóng lên và khô quá nhanh sẽ khiến cho upper của giày bị cứng lại,
thậm chí là nứt nẻ đối với những đôi giày bằng da thật. Ngoài ra, nhiệt độ quá nóng cũng sẽ làm hư hỏng phần keo dán giữa upper và đế giày. Lâu ngày sẽ khiến cho đế giày của bạn dễ bị tách và hư hỏng nặng. Hãy chọn một nơi đủ thoáng mát, có thể có nắng nhẹ để đôi giày mau khô và không bị lưu mùi. Nới lỏng phần da giày, kéo rộng lưỡi gà khi phơi giày. Đây cũng là một mẹo rất hiển nhiên, bạn cần nới lỏng da giày để phần lưỡi gà có thể bung ra rộng hết mức có thể khi phơi giày. Việc này sẽ giúp cho không khí hay gió thổi vào được bên trong đôi giày nhiều hơn, giúp giày nhanh khô hơn và hạn chế việc đôi giày của bạn bốc mùi do bị ẩm hay bị nấm quá lâu. Sử dụng dây báo hoặc gói trà túi lọc cho vào giày để hút ẩm và hút mùi. Nếu có điều kiện, bạn hãy mua cho mình một loại máy hút ẩm và hút mùi giày dép chuyên dụng. Được như vậy thì quá tốt. Nhưng nếu không, bạn chỉ cần đơn giản sử dụng những tờ giấy báo cũ, vo tròn lại và cho vào trong giày để hút ẩm. Ngoài ra, bạn có thể cho vào giày một gói trà túi lọc vừa để hút ẩm, vừa để hút hết mùi hôi khó chịu bên trong. Phơi giày ngay cả khi vừa đá xong. Hãy hong khô đôi giày cả khi vừa đá về trên mặt sân ẩm ướt do trời mưa hoặc sân cỏ vừa mới tưới, hoặc khi bạn cảm thấy mồ hôi chân của mình làm cho giày bị ẩm. Khi đó, bạn có thể áp dụng cách phơi giày dưới quạt hoặc cho vào giày một gói trà túi lọc để hút ẩm và hút mùi tương tự như khi vừa mới giặt giày xong. Nói chung, để giữ cho đôi giày được bền và sạch sẽ nhất có thể, việc quan trọng nhất là hãy giữ giày luôn khô thoáng sau mỗi trận đấu và cạo sau mỗi lần vệ sinh giày. Tuyệt đối đừng bao giờ để nguyên đôi vớ lại bên trong giày sau khi đá xong, bởi mồ hôi thấm từ đôi vớ sẽ mãi mãi nằm trong giày và làm giày của bạn bốc mùi. Ngoài ra, khi vừa đá bóng về, bạn có thể lấy một túi hút ẩm Silicap cho vào trong giày để hút bớt độ ẩm còn tồn đọng bên trong. Nếu để giày trong tủ một thời gian mà chưa dùng đến, hãy cho vào tủ hoặc bên trong giày một vài miếng lông não để chống ẩm mốc và cả côn trùng. Đối với giày da thật thì sau khi phơi khô, bạn còn có thể dùng những loại sáp bảo quản giày da thường thấy để bôi lên trên upper giày. Điều này sẽ khiến cho phần upper da thật được giữ ẩm tốt và giữ được cao độ mềm mại cho bề mặt của da thật nữa. Và đó là những điểm cần lưu ý khi vệ sinh và bảo quản một đôi giày bóng đá để giúp người bạn đồng hành của bạn luôn được bền đẹp và sạch sẽ. Hãy luôn chăm sóc kỹ lưỡng cho đôi giày của mình để nó phục vụ bạn tốt nhất và lâu nhất có thể. Nếu thấy những nội dung và chia sẻ này hay và bổ ích, đừng ngần ngại cho video này một like và một theo dõi trên kênh Thanh Hùng Photo của bọn mình để đón xem những video hay ho tiếp theo. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.